tập. Chưa có ai xem. À, Cường đây rồi. Hiện tại thì chỉ còn 600 thuốc thôi nha mọi người. Vì 700 hộp nhưng mà một số vãng sàng ngứa mắt cái gì. Về 700 hộp thảo dược Hồng Hạnh nhưng mà khi mà mình vừa mới bê xuống thì một số sỉ đã đợi sẵn rồi ấy, bởi vì họ cũng sốt ruột ấy. Nên là họ đã lấy ba sỉ đã lấy là hết 100 thuốc rồi. Nên là bây giờ sẽ còn tầm 600 thảo dược Hồng Hạnh nhá. Và đang trong cái chế độ khuyến mại mua một thuốc tặng kem dưỡng này, tặng mặt nạ hoặc là tặng thuốc răng miệng thì các bạn tranh thủ đặt khuyến mại đến hết ngày 1/1/2019 nhá. Hiền Linh ơi, tí chị dép nhé, đợi chị mở hàng cho mọi người xem qua đã. Ok, để mình sẽ xem cái, mình sẽ cho các bạn xem về cái hàng đang có đây. Đây, đây là số hàng hiện tại đang ở kho này. Rất là nhiều thuốc. Cái này là mặt nạ nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ mở 60 thuốc trước này. Tí mình mở hàng xong thì mình sẽ nói lại về cái chế độ khuyến mại của dịp Tết Dương 2019 nhé. Đây, cái này là 60 thuốc nha mọi người. Cái này là 50. Video livestream này nó chắc hơi lâu bởi vì mở gấp đôi lần trước này. Cái là 50 này. Cái này là 40 thuốc. Mọi người có thể vào Facebook, trang Facebook của mình để xem cái bài viết về cái chế độ khuyến mại này nhé. Hiện tại thì đã rất lâu rồi mới có cái chế độ khuyến mại này nên là mọi người tranh thủ đặt nhé. Chứ một số bạn Tết chưa dùng đến nhưng mà ra Tết thì lại không có khuyến mại. Đây là đèn nhấp nháy. Giáng sinh như thật này. 60 này. Chỗ này sẽ là 40 thuốc. Đây là xô mút khí để mình đóng hàng gửi tỉnh nhá. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu mà gửi tỉnh thì hàng nó sẽ còn nguyên vẹn và nó không bị méo ấy. Đặc biệt là cái dạng này là dạng nước nên là nó sẽ không bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Vẫn còn 4 thùng.
Cái này sẽ là 50 thuốc. Mình sẽ mở nốt hai cái này. Cái này sẽ là thùng cuối cùng. Đây là 600 thuốc hiện tại nha mọi người. Cái này nó có giá lẻ niêm yết trên hộp này. 680.000 nữa. 680.000. Cái chế độ khuyến mại như sau này mọi người. Khi mà các bạn mua một thuốc thảo dược Hồng Hạnh đây, nó có giá là 680.000, một liệu trình là 3 tháng, thì các bạn sẽ được tặng một trong 3 phần quà nhé. Thứ nhất đó là cái mặt nạ thuốc bắc. Cái mặt nạ thuốc bắc này nếu mà các bạn mua lẻ và không vào đợt khuyến mại, nó là giá là 150.000 ạ. Mặt nạ về rất nhiều đấy. Bên này cũng là mặt nạ. Cái thứ hai các bạn có thể chọn đó là kem dưỡng thuốc bắc này. Cái này kem dưỡng thuốc bắc này nếu mà bán lẻ thì là 120.000. Trên này cũng là mặt nạ này. Và cái sản phẩm thứ ba là có, các bạn có thể chọn là thuốc răng miệng của Hồng Hạnh nhé. Đây, một trong ba phần quà thì các bạn chọn. Mình sẽ quay lại một lần cho các bạn xem.